mấy anh em muốn xa, mấy anh em cố gắng quăng lên bờ, kéo xuống cá lóc có thể là nó tập cập bờ, cho nên là mấy anh em muốn rớt lên bắt đầu là kéo xuống là ok. Như trường hợp nãy giờ thấy vừa anh em cũng thấy rõ là cá lóc mà vừa quăng lên vừa nhích xuống nè, nhưng mà bản thân nó có nó nằm ở đó là nó sẽ táp liền, như vậy thì nó sẽ rất là dạng hơn anh em nha. Thì đây con này tối đa là 8 lạng anh em nha. Đây, nháy hơi này là TNT nha, còn cái dòng ép ép máy thì mình cũng không có nhớ rõ nữa, hình như là F48. Vâng, xin chào anh em nha. Hôm nay mình xin giới thiệu review một xíu về cái mẫu nháy hơi TNT. Thì trước hết thì mình cái mẫu anh em đang thấy đây, đỏ, màu xanh, màu vàng. Thì riêng cái dòng nháy hơi này á là size F35 anh em nha. Đây là nặng 8 g, 3,5 cm đi action đi chìm. Action đi chìm ở đây là chẳng qua là anh em kéo chậm thì con mồi nó sẽ chìm, nó sẽ chìm. Còn còn mấy anh em kéo nhanh như bình thường, mấy anh em hay câu nhé hơi đỏ thì nó sẽ nổi, như đặc biệt là những dòng tua mà của máy ngang mà 7.1, 7.3 đó, mấy anh quay đều tay thì nó sẽ đi nổi, còn đi quay chậm thì nó sẽ chìm, và chìm tầm 2 tấc nước, 20 cm nước anh em nha. Còn đây, đây là nháy hơi cũng của TNT luôn, nhưng mà size F40 anh em nha. Mình review nhanh xíu thì cái con này làm action nổi anh em nha. Size là 8 g, nặng 8 g, dài 4 cm, action nổi. Cái bộ, riêng cái dòng này thì lưỡi BK anh em thấy rõ, action rất là ok anh em nha. Đây đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Còn đây, đây là màu cũng của TNT luôn, F45, trọng lượng là 8 g, kích thước dài là 4,5 cm. Thì hầu như tất cả những cái dòng này là body mềm, chống vướng tốt, rất là ấm, rất là ok anh em nha. Một thì hết. Con này thì thích hợp cho anh em, những anh em quýnh cần size M mà hát quýnh xa như mình thì mình quýnh những cái dòng này là được rồi. Đây, mẫu này hiện tại cửa hàng mình đang có là màu vàng, màu xanh và màu đỏ đây. Còn đây, đây là mẫu TNT F45S. Cái dòng này được ở cái dòng này thì căn bản action của nó là action chìm, nhưng mà mấy anh em quay nhanh thì nó vẫn sẽ nổi, mấy anh em đánh xa bờ hoặc là cá lớn nó sẽ ok hết. Trọng lượng nó là 13 g, dài 45 cm anh em nha. Đây, hiện tại ở cửa hàng đang có là 3-4 màu, và đặc biệt và xanh, đỏ và vàng. Và đây là hàng phiên bản limited em nên nha, màu nâu, màu cà phê. Đây, limited. Hàng này chỉ ra một hàng, hay mình biết được là hàng này chỉ ra được là 1.500 con trên toàn đất nước Việt Nam anh em nha. Và đây là, còn anh em thích cái size khác thì đây là F48, nhớ hơi TNT F48. Trọng lượng 8 g, kích thước là dài 48 cm. Đặc biệt anh em thấy rõ này, lưỡi này kia anh em chỉ cần cá đó là 1, 2, 3 anh em đóng liền, không cần ngâm, trừ khi nào cá nhỏ anh em nha. Đây, mẫu này thì mình cũng có 4 màu, vàng, xanh, đen và đỏ anh em nha. Đây, và đây sẽ là clip test mồi anh em nha. Giá là 100.000 đồng một con anh em, chưa bao gồm phí ship. Anh em có cần thì có gì cứ nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Xin chào anh em nha. Và đây,